Xin chào anh em nhé. Nên mình có một con máy Zenlot Komatsu. Hàng này là hàng G3850 anh em nhé. Đời 4 số, trợ lực đời mới. Có chú bơm xăng phụ đồng hàng cho anh em luôn. Đây, hai ốc chân lam. Con này đang sử dụng lam nhông, xích, xích chuột ha. Thì con này hôm nay thì nếu anh em nó kết thì alo cho mình nhá. Về giá thì mình bán cho anh em giá dạng giá thanh lý thôi nhá. Tại vì ngoại hình con này thì cũng được đạt khoảng tầng khoảng 75% thôi. Đó, về độ ngoài. Nhưng mà tiếng máy thì máy móc tốt, nguyên zin. Nó không đẹp xuất sắc lắm nên mình sẽ bán cho anh em với giá thanh lý thôi nhá, giá rẻ thôi nhá. Và con này thì anh em sử dụng cưa trong gia đình thôi. À, vì nó cũng 38cc, piston nó tầm 39 ly anh em nhé. Nó khá là lớn. Nhưng mà với cái con máy hiện tại mình đang quay cho anh em coi đây thì nó không được đẹp xuất sắc lắm. Nên là mình sẽ để cho anh em với giá rất là mềm nha. Em anh kết thì alo số điện thoại của mình 0974644973. Ở đây là bình chứa nhiên liệu và dưới đây là nhớt thải nuôi làm xích, dú bơm xăng phụ ha. Rồi, mình sẽ nổ cái máy cho anh em. Máy móc tốt, nguyên zin, bao zin cho anh em nhé. Rồi, mình khởi động này. Cho được anh em kéo nhẹ là nó nổ thôi. Đó, nó hơi yếu một tí đi, mình kéo cái e ra đẩy vô này để cho nó tự động bốc ga ha. Đó, tự động bốc ga nó chạy. Con này ưu điểm lớn nhất của nó là nó áp dụng công nghệ mới hai họng gió ha. Rồi mình sẽ cho anh em coi hai họng gió. Hai họng gió nó sẽ giúp anh em tiết kiệm nhiên liệu này. Tiết kiệm nhiên liệu là tối đa nhất. Đây này. Hai họng thấy không? Thêm một họng nữa nhé. Đó, họng nó thế thêm một cái họng vào đây. Thì thật sự anh em nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Lợi xăng vô cùng mà nó mạnh hơn so với những cái máy thông thường. Ví dụ như máy con Ryobi 3500. Thế này mạnh hơn rất là nhiều. Anh em cắt trải nghiệm thì nó cắt vào cây nó lướt nhanh lắm, cắt sướng lắm. Tổng Zenlot này đấy nhá. Đó, như ở đây nó hơi đuối căng ti thì anh em có thể tự động bóc ga một tí ha. Còn mình có vít thì mình sẽ chỉnh lên một tí. Nhưng mà cái này mình sẽ chỉnh lại cho anh em nhé. Đây mình để căng ti nó nhỏ quá thì nó nghe nó máy cái máy rất là êm rất là hay. Nhưng mà khi mình giật lại nó không có động căng ti được. Rồi. Anh em thiện chí mua thì kết số điện thoại của mình nhé, 0974644973 nha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.